anh em kêu là lâu lắm rồi bên Trung Dô Điện Máy không lên sóng những cái dòng máy rửa xe xách tay, thì ngày hôm nay bên Trung Dô Điện Máy lại lên sóng cho anh em đây, đáp ứng nhu cầu của anh em về thêm mẫu máy rửa xe xách tay Anovi 2500. Về mẫu này ấy, đây chúng ta vào phần chính luôn, trọng lượng nguyên xác máy nhá, 10 kg. Con này của nó có chỉnh áp luôn này, chỉnh áp tại thân máy này. Con này của nó sử dụng là piston, là bộ bơm là 12 mm, có chỉnh áp tại thân máy. Về phụ kiện của nó đi kèm thì sẽ là dây 12m này, súng có đoạn nối dài này, bình bọt này, lọc rác này, đây là cút đường nước hút này, cút nối nhanh này, đây là cút để chúng ta xả trực tiếp này. Có nghĩa là có hai lựa chọn, một là chúng ta dùng qua lọc này, hút này, hai là chúng ta sẽ tháo bỏ lọc ra đây, bắt thẳng cái chét này, sau đó là đưa thẳng vào đường nước cấp. Về những dòng máy xách tay ấy, cái bí quyết để lựa chọn thì bên Dô Điện Máy đã chia sẻ cho anh em rất nhiều rồi. Quan trọng là cái trọng lượng nguyên xác này, máy càng nặng thì càng khỏe, tỷ lệ thuận với nó là áp lực nước cũng như là lưu lượng nước càng lớn. Còn về cái thông số của nhà nhập khẩu họ đưa ra ấy, đấy chỉ là một cái thông số để anh em tham khảo thôi, thường nó sẽ là những cái thông số không chuẩn đâu, nói thẳng ra là thông số ảo, thông số lộ cộ như đây, thông số của nhà nhập khẩu đưa ra này, 10 lít phút này, 12 mpa tương đương với 123 này, công suất là 2500W này. Những cái thông số này nó chỉ là thông số tham khảo anh em nhé, còn với một cái máy xách tay này nó không thể sản sinh ra được cái công suất 2500W và áp 123 đâu. Nói chung là nó đủ để chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì bên Trung Dô Điện Máy sẽ bonus tặng cho anh em thêm hai bộ nối nhanh bằng đồng đây. Hai đầu đực thì chúng ta sẽ bắt vào hai đầu dây, còn hai đầu cái thì một đầu chúng ta bắt vào đường nước ra này, còn một đầu chúng ta bắt vào súng này, sẽ là sử dụng kết nối nhanh nhá, không cần phải vặn gen nữa. Đấy, rất là tiện luôn và công khai giá luôn. Với mẫu máy rửa xe xách tay Anovi 2500, bên Trung Dô sẽ phân phối cho anh em với cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Một củ 950.000 nhé, một củ 950.000 tương đương với 1.950.000. Bây giờ thì bên Trung Dô sẽ test cho anh em xem để anh em thấy được cái thực tế về áp lực cũng như lưu lượng của mẫu máy rửa xe xách tay Anovi 2500A.